Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh youtube Thế giới nghiêng, nơi tổng hợp những tin tức nổi bật diễn ra trên thế giới được dư luận quan tâm. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Trong vụ tấn công của Nga nhằm vào thành phố Poltava vào hôm 3 tháng 9, tiếp tục ghi nhận những tinh tiết mới khi có thông tin quân đội một số nước NATO, đặc biệt là Thụy Điển đã gánh chịu tổn thất rất nặng nề. Ban đầu, ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, truyền thông Ukraine đưa tin một cơ sở giáo dục và một bệnh viện trong thành phố Poltava đã bị tên lửa Nga tấn công, khoảng 50 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Tuy nhiên, truyền thông Nga dẫn nguồn tin quân sự cho biết đây thực chất là một căn cứ huấn luyện quân sự bí mật của Ukraine. Tại đây có một số lượng lớn chuyên gia quân sự và giảng viên của NATO. Ngoài Ukraine, quốc gia bị tổn thất nặng nhất trong vụ tấn công này là Thụy Điển. Tại trung tâm huấn luyện quân sự này, Thụy Điển đã đưa cả một đội ngũ tới huấn luyện quân đội Ukraine sử dụng loại máy bay cảnh báo sớm Sharp 340B baevk mà họ cung cấp, nhưng tất cả đều tử nạn. Minh chứng cho giả thuyết này có hai bằng chứng thuyết phục nhất là việc Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Binstrom hôm 4 tháng 9 bất ngờ xin từ chức ngay sau vụ việc. Đồng thời, một số lượng lớn quan chức điều hành cấp cao của công ty vũ khí Thụy Điển Sharp AB chịu trách nhiệm sản xuất hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm trên không cũng bất ngờ tuyên bố từ chức. Một số cơ quan truyền thông phát hiện ra rằng, ngay sau cuộc tấn công của Nga, 6 chuyến bay thuê bao tới từ Mỹ, Đức, Ba Lan và Romani đã khẩn cấp cất cánh ở thành phố Poltava của Ukraine, bay đến Berlin, Đức và các quốc gia NATO khác. Theo họ tiết lộ, những thứ được vận chuyển trong những chiếc máy bay này không phải là người bị thương, mà là một số lượng lớn bao tải chứa thi thể và mảnh thi thể. 6 chiếc máy bay đã được thuê để vận chuyển những thứ này. Cùng lúc đó, một bác sĩ quân y ở thành phố Poltava của Ukraine đã đăng bài trên mạng xã hội tiết lộ Số người thực sự đã thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa của Nga hôm mùng 3 tháng 9 không phải khoảng 50 như công bố chính thức mà là hơn 200. Và số người bị thương còn lớn hơn. Còn theo các phóng viên quân sự Ukraine, cuộc tấn công đã khiến 190 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương. Vì lý do nào đó, người Mỹ rất sợ tên lửa mới nhất của Nga có đầu đạn hạt nhân. Vì vậy, chính quyền Mỹ hiện tại không muốn cung cấp đạn dược tầm xa cho Kiev và chưa chấp nhận Ukraine vào NATO, Quan điểm này vừa được chuyên gia người Ukraine Alexander Demchenko bày tỏ trên mạng xã hội. Nhà phân tích các vấn đề quốc tế lưu ý rằng sự kết hợp ngoại giao với Ukraine hiện nay vô cùng bất lợi. Ông giải thích rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần nói rõ ràng trong các cuộc họp kín với các phái đoàn Ukraine rằng Ukraine không có triển vọng gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương, ít nhất là trong thời gian ông là nguyên thủ quốc gia Mỹ. Ở Kiev, mọi người đều biết rất rõ vị trí của người chiếm giữ Nhà Trắng, kể cả về vũ khí, Ông Biden không muốn tranh cãi với Moscow về Kiev, vì vậy đạn tầm xa của Mỹ không còn cơ hội được cung cấp cho Ukraine. Chuyên gia Alexander Demchenko cho rằng, quan điểm của ông Biden là nước Nga không thể bị tiêu diệt. Giờ đây, một bộ phận đáng kể trong giới cầm quyền Mỹ, đặc biệt là Đảng Dân Chủ, đang lo sợ rằng hệ thống an ninh mà họ đã xây dựng trong nhiều năm dựa trên răn đe hạt nhân sẽ bị phá hủy. Washington chưa sẵn sàng cho một diễn biến như vậy vì họ không thể tính toán được hậu quả. Ngày càng có nhiều thông tin xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng Liên bang Nga đang chế tạo một số tên lửa mới và đang xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh cho tên lửa này. Nga vẫn chưa tiết lộ về một loại tên lửa mới, song chính quyền Mỹ lại đang run rẩy vì điều đó. Chuyên gia Demchenko cho biết, đội ngũ lãnh đạo trong bộ máy chính quyền Mỹ không muốn khiêu khích hay gây hấn với ông Putin. Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời binh sĩ Petro Lmf, thuộc lực lượng vũ trang Ukraine bị bắt ở Kursk nói rằng, quân đội Ukraine đưa tân binh đến Kursk bằng cách lừa dối. Tôi rẽ vào cửa hàng đón vợ con thì trung tâm tuyển quân bắt tôi đi. Buổi tối, chỉ huy đến bảo tôi thu dọn đồ đạc và nói là đi họp. Chúng tôi đến làng Mezendoka ở Sumi. Họ đưa chúng tôi vũ khí và đưa đến Kursk. Sau đó, họ đưa chúng tôi vào xe bọc thép chở quân, bảo chúng tôi đi canh giữ một số vị trí và nói ở đó đã có người của chúng ta rồi. Nhưng thực tế không có ai ở đó, mọi thứ đều bốc cháy. Binh sĩ RMF nói. Theo tù binh Ukraine, ban đầu không ai chỉ huy nhiệm vụ, nó chỉ được đặt ra khi các binh sĩ đã được đưa lên xe bọc thép chở quân. Tại sao tôi lại cần dùng máy, áo chống đạn nếu tôi đi họp? Và tại sao lại đưa tân binh đến cuộc họp? Tù binh Ukraine phản nàn. Bộ Quốc phòng Nga ngày 8 tháng 9 cho biết, sau hơn một tháng triển khai chiến dịch tấn công Kursk, Ukraine đã mất hơn 11.220 binh sĩ cùng 87 xe tăng, 74 xe bọc thép chở quân cùng nhiều vũ khí, thiết bị quân sự khác. Ngoài đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk, quân đội Nga còn nhắm vào những vị trí tập kết của lực lượng Ukraine, cũng như lính đánh thuê nước ngoài ở vùng Sumy, một tỉnh của Ukraine nằm sát biên giới Nga. Trong diễn biến chiến sự nóng tại Kursk, cuộc xâm nhập đang diễn ra của quân đội Ukraine dường như đã mất đi động lực khi tiền tuyến vẫn hầu như không thay đổi trong khu vực. Không bên nào đạt được bất kỳ thành quả lãnh thổ đáng kể nào và các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng lân cận các ngôi làng Boroki, Malaya Lokina, Kazachia, Lokina, Korenevo và các địa điểm khác. Quân đội Nga đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công trong tuần qua, cũng như tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa vào lực lượng dự bị Ukraine đang tập trung tại tỉnh Sumy, nằm giáp biên giới Nga. Lực lượng Ukraine cũng đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và pháo binh trên lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về việc phá hủy một khẩu pháo tự hành xây ra do Pháp sản xuất tại làng Nikolayev Darino do Ukraine kiểm soát nằm gần biên giới. Phía Nga phát hiện thấy khẩu pháo 155mm của NATO và một xe hộ tống đang di chuyển với tốc độ cao qua ngôi làng trước khi tiến vào một khu rừng rậm. Cảnh quay do quân đội Nga chia sẻ cho thấy địa điểm này đã bị pháo binh Nga nhắm tới với một vụ hỏa hoạn lớn được ghi nhận sau cuộc tấn công. Theo ước tính của Moscow, quân đội Ukraine đã chịu thương vong nặng nề kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công Kursk vào đầu tháng 8. Phía Nga đưa ra những con số chưa được kiểm chứng là Ukraine chịu 10.400 binh sĩ thiệt mạng và bị thương, thiệt hại 81 xe tăng, 41 xe chiến đấu bộ binh, 74 xe bọc thép chở quân và gần 600 xe bọc thép khác. Lực lượng Ukraine cũng đã mất 7 hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và 5 hệ thống MLRS M270. Cập nhật tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine Gần Nga đã được kéo lên ở Novogorodoka, trong khi lực lượng Ukraine gần Selidove bị bao vây. Các đơn vị tác chiến của Ukraine tại Pokrovsk đang trong tình trạng đặc biệt tồi tệ. Quân đội Nga đã phá vỡ hai tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Pokrovsk. Trong đó, tuyến phòng thủ đầu tiên được Kiev xây dựng tại khu đỉnh cư Ocheretino, nơi quân đội Nga giành quyền kiểm soát hồi tháng 4 năm nay. Tuyến phòng thủ thứ hai được bố trí tại các khu đỉnh cư Kalinove, Memrik và Novogorodoka cũng vừa bị Nga phá vỡ gần đây. Trong đó, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 8 tháng 9, cờ Nga đã được kéo lên tại Novokorodoka, đưa nơi đây trở thành thành trì mới nhất, nằm dưới quyền kiểm soát của Nga theo hướng Pokrovsk. Theo hãng tin CNN của Mỹ, ngày 8 tháng 9, cuộc tấn công ác liệt kéo dài 2 năm rưỡi của Nga đã tàn phá nhiều đơn vị Ukraine. Lực lượng tiếp viện rất ít và thưa thớt, khiến một số binh sĩ trở nên kiệt sức và mất tinh thần. Tình hình đặc biệt tồi tệ với các đơn vị bộ binh gần Pokorosk và những nơi khác trên tiền tuyến phía đông. Nơi đây đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến giành miền đông Ukraine. Lực lượng Nga đã tiến dần về thành phố trong nhiều tháng, nhưng tốc độ tiến quân của họ đã tăng tốc trong những tuần gần đây khi hệ thống phòng thủ của Ukraine bắt đầu sụp đổ. Không giống như lính tình nguyện, nhiều tân binh không có lựa chọn nào khác khi tham chiến. Họ được triệu tập sau khi luật động viên mới của Ukraine có hiệu lực từ mùa xuân năm nay và không thể rời đi một cách hợp pháp nếu chính phủ chưa ban bố lệnh giải ngũ, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt. Theo thống kê của Quốc hội Ukraine, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2024, các công tố viên của nước này đã khởi tố hình sự đối với gần 19.000 binh lính Ukraine bỏ vị trí hoặc đào ngũ. Cũng trong diễn biến nóng tại Kursk, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã sử dụng máy bay tấn công Su-25 giáng đòn tấn công tên lửa hàng không tiêu diệt nhân sự và khí tài thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine. Cơ quan quân sự Nga tuyên bố, các phi hành đoàn tấn công hàng không trên máy bay cường kích Su-25 đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào nơi tập trung nhân lực, thiết bị quân sự cơ giới và thiết sáp của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới vùng Kursk. Sau khi sử dụng phương tiện vũ khí hàng không, phi hành đoàn thực hiện động tác chống tên lửa, thả bẫy nhiệt và trở lại sân bay khởi hành. Bộ Quốc phòng Nga kết luận, theo thông tin tình báo, tất cả các mục tiêu chỉ định đã bị diệt gọn. Ngoài đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk, quân đội Nga còn nhắm vào những vị trí tập kết của lực lượng Ukraine, cũng như lính đánh thuê nước ngoài ở vùng Sumy, một tỉnh của Ukraine nằm sát biên giới Nga. Tình hình chiến sự tại khu vực Kursk đang trở nên ngày càng căng thẳng, khiến nhiều lính đánh thuê nước ngoài tham gia vào hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine tại đây, mất dần sự hăng hái ban đầu và yêu cầu được luân chuyển khỏi mặt trận này. Theo thông tin từ nhiều nguồn lính, lính đánh thuê đã mất đi lòng nhiệt huyết ngay khi mới tới đây và đang tìm cách chuyển sang các đơn vị Ukraine khác để tránh phải đối mặt với giao tranh khốc liệt. Phó Cục trưởng Cơ quan Quản lý Quân sự Dân sự khu vực Khắc Cố, do Nga bổ nhiệm, ông Yevgeny Slysinyak cho biết, Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đã điều động khoảng 500 lính đánh thuê nước ngoài, chủ yếu mang quốc tịch Pháp đến khu vực Kursk. Tuy nhiên, lực lượng này tiếp tục chịu tổn thất đáng kể dù có các đơn vị mới được gửi đến hàng ngày. Chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, ông Apti Alaudinov cho biết, tình hình tại hướng Karinevsky ở khu vực Kursk đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết, với hệ thống phòng thủ của Nga được xây dựng rất vững chắc. Theo ông Alaudinov, lực lượng Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề khi hệ thống phòng thủ của Nga tại khu vực này được xây dựng rất kiên cố. Ông nói thêm, lính đánh thuê đang bị thiêu đốt tại hướng Kadynyevsky làm bia đỡ đạn cho lực lượng vũ trang Ukraine. Quân đội Nga đã đạt được những bước tiến lãnh thổ mới ở Donetsk, tiếp tục tiến về phía tây bắc thị trấn Ocheretino, nơi từng là một thành trì lớn của quân đội Ukraine, thị trấn này từng là trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Kiev và là điểm tập kết chính trong nỗ lực không thành công nhằm ngăn chặn lực lượng của Nga sau khi pháo đài Avdiivka thất thủ vào đầu năm nay. Trong tuần, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía Tây và Tây Nam từ thị trấn Ocheretino, giành thêm nhiều ngôi làng trong khu vực, cụ thể là Pichie, Skuznoye, Kalopka, Zavenoye và Zurabka Cuộc giao tranh hiện vẫn tiếp diễn ở thị trấn Ukranska và Zelidove, trong khi ngôi làng Galisinovka được cho là đã bị quân đội Nga chiếm giữ. Lực lượng Moscow dường như đang mở rộng vùng kiểm soát của mình để củng cố các bên sườn, trong khi tiến về phía thành phố Pokorovsky, khu định cư lớn cuối cùng do Ukraine kiểm soát trong khu vực. Đây cũng là trung tâm hậu cần, tiếp viện quan trọng của lực lượng Kiev cho tiền tuyến ở Donetsk. Những bước tiến mới của Nga cũng được báo cáo gần nơi gọi là Vodemepka một chuỗi các ngôi làng ở phía tây vùng Donetsk. Quân đội Nga mới đây đã tuyên bố giành được Prestchitoka, một ngôi làng nằm giữa Veremelsk và thị trấn Uleda do Ukraine kiểm soát. Quân đội Nga cũng báo cáo những lợi ích mới ở thị trấn Toresker, giành quyền kiểm soát làng Pisnoje nằm ngay phía đông thành phố Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video mới quay cảnh máy bay không người lái UAV của nước này tấn công phá hủy một khẩu lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất tại Ukraine. Theo tuyên bố của quân đội Nga, các lực lượng Moscow đã phát hiện khẩu lựu pháo M777 đang được tái triển khai tại khu vực Kharkov, đông bắc Ukraine. Các cảnh quay bằng ống kính hồng ngoại gắn trên UAV cho thấy khẩu lựu pháo do xe tải kéo và có một xe đi trước hộ tống. Binh lính Nga đã sử dụng UAV Lancet tập kích tổ hợp M777 khi đoàn xe di chuyển đến một khu rừng gần làng ở Kharkov. Một đám cháy lớn và các vụ nổ thứ cấp đã xảy ra sau đó tại hiện trường, khiến khẩu pháo bị phá hủy hoàn toàn. Quân đội Nga tuyên bố đã dùng UAV, hỏa lực pháo binh, tên lửa cũng như các cuộc không kích để phá hủy hơn 100 khẩu pháo như vậy trong giao tranh với các lực lượng Kiev. Giới chức Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận trước các thông tin trên. Trong diễn biến nóng tại mặt trận Kursk, giới quan sát cho rằng kịch bản tệ nhất mà Ukraine có thể phải đối mặt là vừa mất đi số lượng đáng kể về các vùng lãnh thổ ở phía đông, vừa không giữ được lãnh thổ ở Kursk mà vốn nước này định dùng để làm quân bài mặc cả, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó tuyên bố Nga đã điều động khoảng 60.000 binh lính tới Kursk để đối phó với cuộc tấn công, và các nhà nghiên cứu nguồn mở xác nhận các đơn vị của Moscow đã di chuyển từ các mặt trận khác. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Washington cho biết, Bộ Chỉ huy Nga có thể tái triển khai một số lực lượng hạn chế có khả năng được sử dụng cho các hoạt động tấn công trong tương lai theo hướng Pokrovsk. Ông Michael Kaufman, học giả nghiên cứu cấp cao tại Quỹ Kennedy vì Hòa bình Quốc tế và Dropley, chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Chính sách đối ngoại lưu ý. Tuy nhiên, các rủi ro không nên bị đánh giá thấp. Theo hai nhà quan sát này, kịch bản tệ nhất trong vài tháng tới là Ukraine sẽ mất đi số lượng đáng kể các vùng lãnh thổ ở phía đông và không giữ được lãnh thổ ở Kursk, mà vốn nước này định dùng để làm quân bài mặc cả. Một số người ủng hộ Ukraine ở phương Tây đã mô tả cuộc đột kích vào Kursk là một chiến thắng lớn, sẽ thay đổi đáng kể tiến trình và kết quả của cuộc xung đột. Tuy nhiên, trên thực tế, cuộc tấn công đã thất bại trong các mục tiêu của chính nó và thực sự có thể gây hại nghiêm trọng cho vị thế của Ukraine trên chiến trường. Cuộc tấn công của Ukraine không chiếm được bất kỳ trung tâm giao thông quan trọng nào của Nga. Nó có lẽ có ý nghĩa nhất định trong việc nâng cao tinh thần của người dân Ukraine nói chung, nhưng theo các báo cáo của phương Tây từ miền đông Ukraine, nó không giúp tăng cường tinh thần chiến đấu của các lực lượng ở đây. Có những bằng chứng cho thấy không phải Ukraine mà chính Nga đang củng cố vị thế quân sự của mình cho các cuộc đàm phán cuối cùng và hoàn toàn không rõ liệu các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine có thể thay đổi đáng kể xu hướng này hay không. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Economist, một chiến binh thuộc Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 59 của Ukraine thừa nhận rằng quân đội Ukraine đang hứng chịu tổn thất lớn, bao gồm cả việc binh lính đào tàu khỏi tiền tuyến. Người lính này cho biết Bộ chỉ huy Ukraine đang đưa những binh lính bộ binh thiếu kinh nghiệm vào các trận chiến ở Donbass khiến họ dễ dàng bị tiêu diệt. Một chiến binh khác thuộc Lữ đoàn Sơn Cước số 68 có biệt danh là Faisic than phiền về sự hiệu quả đáng kinh ngạc của không quân và pháo binh Nga. Chỉ huy xe tăng của Ukraine cũng cho biết pháo binh và không quân Nga phản ứng gần như tức thì và mọi thứ không được bảo vệ hoặc di chuyển đều bị phá hủy. Theo báo cáo, trong khu vực do nhóm quân phía Bắc chịu trách nhiệm, Ukraine mất tới 40 binh sĩ. Tổn thất tại khu vực của nhóm quân phía Tây lên tới 550 binh sĩ, trong khi ở khu vực tác chiến của nhóm quân phía Đông, số binh sĩ thiệt mạng là 130. Ở khu vực hoạt động của nhóm quân phía Nam, Ukraine mất tới 625 binh sĩ và ở khu vực do nhóm quân trung tâm phụ trách, tổn thất lên tới 560 quân nhân. Tại khu vực tác chiến của nhóm quân Đờ Nhép, con số này là khoảng 50 binh sĩ. Hãng tin RBC Ukraine sáng mùng 9 tháng 9 cho biết một loạt vụ nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Kiev của Ukraine sau khi nhà chức trách Ukraine kích hoạt báo động không kích tại một loạt khu vực ở miền Bắc và miền Trung nước này, bao gồm Kiev, Cherkasy, Chernigov, Poltava và Sumy. Cơ quan quân sự Kiev sau đó xác nhận thành phố đang ghi nhận mối đe dọa từ máy bay không người lái UAV. Cơ quan quân sự Kiev phát thông báo phòng không đang hoạt động ở ngoài ô thủ đô hay ở trong nơi trú ẩn. Theo không quân Ukraine, UAV của Nga xuất hiện trên bầu trời nhiều khu vực nước này từ đêm mùng 8 tháng 9 sang dạng sáng mùng 9 tháng 9. UAV thường được triển khai nhằm làm quá tải năng lực phòng không của Ukraine trước khi Nga tung đòn tấn công tên lửa. Trong diễn biến đáng chú ý khác, theo tờ India Today, Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Dovan, cố vấn thân cận nhất của Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi sẽ có chuyến công du hai ngày tới Nga, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9. Trong thời gian ở Moscow, ông Dovan sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và thảo luận về các nỗ lực hòa bình nhằm giải quyết cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra. Theo các nguồn tin, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ cũng sẽ tham dự một cuộc họp của các quan chức an ninh BRICS và có các cuộc hội đàm riêng với các đại diện của Nga và Trung Quốc. Hãng Pravda dẫn nguồn không quân Ukraine cho biết, một nhóm máy bay không người lái Nga đã xâm phạm không phận Rumani trong đêm ngày 7, dạng sáng 8 tháng 9. Quân đội Rumani chưa lên tiếng về thông tin này. Cũng theo không quân Ukraine, các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ một tên lửa không đối đất KH-59 của Nga và 15 máy bay không người lái Shahed trong cùng khoảng thời gian nêu trên. Tổng cộng, quân đội Nga đã phóng 4 tên lửa KH-59 từ tỉnh Belgorod, 23 máy bay không người lái Shahed từ tỉnh Kursk và bán đảo Crimea. Các đơn vị phòng không Ukraine ở các tỉnh Odessa, Kharkov và Donetsk đã được kích hoạt. Kết quả là một tên lửa không đối đất KH-59 của Nga và 15 máy bay không người lái Shahed đã bị đánh chặn. Hai máy bay không người lái biến mất khỏi màn hình radar, ba tên lửa KH59 khác không đến được mục tiêu. Pháp vừa tuyên bố sẽ sử dụng một phần tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga để mua đạn pháo và thiết bị phòng không cho Ukraine. Động thái này diễn ra sau khi Kyiv kêu gọi Paris đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí. Các nước phương Tây đã đóng băng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga để đáp trả hoạt động quân sự của Moscow tại Ukraine. Trong khi Kiev và một số nước ủng hộ ở châu Âu liên tục thúc giục tịch thu toàn bộ số tiền này, thì cho đến nay EU vẫn chưa tìm ra phương cách hợp pháp để thực hiện. Tuy nhiên, hồi tháng 6, Ủy ban châu Âu đã nhất trí trích 1,5 tỷ euro, tương đương 1,6 tỷ đô la Mỹ tiền thu được từ các tài sản của Nga để hỗ trợ cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết trong một tuyên bố vào ngày 6 tháng 9, Ủy ban châu Âu đã nhất trí với Tổng cục Vũ khí Pháp về việc sử dụng các khoản tiền này để nhanh chóng mua đạn dược, pháo và thiết bị phòng không cho Ukraine từ ngành công nghiệp Pháp, với trị giá 300 triệu euro, tương đương 332 triệu đô la Mỹ vào năm 2024. Tuyên bố trên nêu rõ đây là cơ hội để tiếp tục thúc đẩy ngành công nghiệp Pháp hỗ trợ Ukraine. Theo xác lệnh đăng tải trên trang web của Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 8 tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm cựu bộ trưởng công nghiệp chiến lược Alexander Kamysin làm cố vấn các vấn đề chiến lược. Ông Kamysin từng là bộ trưởng phụ trách các ngành công nghiệp chiến lược và sản xuất vũ khí của Ukraine, đã nộp đơn từ trước hồi tuần trước. Ngay sau thông báo bổ nhiệm trên nền tảng tin nhắn Telegram, ông Kamysin khẳng định sẽ tiếp tục phụng sự vì ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, cũng như những đường hướng khác có ý nghĩa quan trọng chiến lược, song không nêu chi tiết. Theo CNN, quân đội Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái dòng phun lửa để tấn công các vị trí của quân đội Nga trên chiến trường. Máy bay không người lái dòng phun lửa là phiên bản hiện đại của loại đạn dược từng mang lại tác động khủng khiếp trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới. Video do Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, máy bay không người lái tầm thấp thả những quả cầu lửa xuống các vị trí của lực lượng Nga ở dưới hàng cây. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 60 của Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Facebook, những vũ khí này đã trở thành mối đe dọa thực sự đối với quân đội Nga, đốt cháy các vị trí của họ với độ chính xác mà không vũ khí nào khác có thể làm được. Hai nguồn tin của Ukrainska Pravda từ các đơn vị khác nhau cho biết, loại vũ khí này chủ yếu được sử dụng để loại bỏ bộ binh Nga ẩn náu trong các khu rừng. Trên thực tế, chúng không phải là máy bay không người lái phun lửa chuyên biệt, mà là máy bay không người lái thông thường có gắn thùng chứa hỗn hợp thermite. CNN lưu ý rằng thermit có thể dễ dàng đốt cháy hầu hết mọi thứ, kể cả kim loại, vì vậy có rất ít biện pháp bảo vệ trước loại vũ khí này. Mới đây, Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán cho rằng Nga và Ukraine nên đồng ý ngừng bắn trước khi soạn thảo kế hoạch hòa bình chi tiết, nhấn mạnh rằng cả hai bên cuối cùng sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán. Theo ông Orbán, cần phải lắng nghe ý kiến của cả Nga và Ukraine để bất kỳ nỗ lực hòa giải nào có kết quả. Thủ tướng Hungary nhấn mạnh nếu chúng ta chờ đợi một kế hoạch hòa bình mà cả hai bên đều chấp nhận, hòa bình sẽ không bao giờ đến. Bước đầu tiên không phải là một kế hoạch hòa bình mà là lệnh ngừng bắn. Trước tiên các bên cần giao tiếp cởi mở, sau đó đồng ý ngừng bắn, chỉ khi đó mới có thể bắt đầu đàm phán một kế hoạch hòa bình. Sau khi Hungary tiếp quản chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu EU vào tháng 6, ông Orbán đã đến thăm Kiev, Moscow, Bắc Kinh và Washington và gọi đó là chuyến công du sứ mệnh hòa bình. Trong sứ mệnh này, Thủ tướng Hungary đã dừng chân lại Moscow và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc gặp đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các nước phương Tây. Đài RT đưa tin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Dmitry Medvedev nói rằng Washington vẫn sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt trên diện rộng đối với Nga, bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Ông Medvedev đưa ra tuyên bố trên sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tuần này cho biết rằng ông sẽ sử dụng các biện pháp trừng phạt càng ít càng tốt nếu quay trở lại Nhà Trắng. Ông Medvedev nhấn mạnh rằng bình luận của Trump không đồng nghĩa với việc cựu Tổng thống Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga hiện có. Theo ông Medvedev, dù sao đi nữa thì ông Trump cũng là một thành viên của chính phủ Mỹ, là một người trong cuộc của cuộc chiến trừng phạt Moscow. Đối với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ông Medvedev cho rằng nước Nga không nên mong đợi bất kỳ điều bất ngờ nào từ bà ấy nếu bà ấy thắng cử. Ông Medvedev lưu ý rằng Liên Xô đã chịu lệnh trừng phạt trong hầu hết thế kỷ 20, Bây giờ, Nga đang phải đối mặt với cách đối đãi tương tự từ Mỹ và các đồng minh của Mỹ, nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều hay nói cách khác là chưa từng có. Ông Medvedev nhận định, đó là các lệnh trừng phạt kéo dài mãi mãi. Hay đúng hơn, các lệnh trừng phạt Nga sẽ kéo dài cho đến khi Mỹ sụp đổ. Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan thông báo, ông sẽ đến Moscow trong tuần này để thảo luận với đại diện chính phủ Nga về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong chuyến thăm, ông Dovan cũng sẽ tham dự cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia nhóm BRICS, trong đó tình hình xung đột tại Ukraine sẽ là chủ đề chính được thảo luận. Chuyến đi này của cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ diễn ra sau khi Thủ tướng Narendra Modi đã thăm cả Nga và Ukraine trong hai tháng qua. Ông Modi đã gặp cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại cuộc điện đàm với Tổng thống Putin ngày 27 tháng 8, ngay sau chuyến thăm Ukraine, Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh cam kết của Ấn Độ trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo đã quyết định rằng Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ sẽ đến Moscow để xúc tiến các nỗ lực đối thoại hòa bình. Gần đây, cả Tổng thống Putin và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đều đã công khai thúc giục Ấn Độ và Trung Quốc đóng vai trò trong việc giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Putin cho biết, Ấn Độ cùng với Trung Quốc và Brazil là ba quốc gia mà Nga đang có liên lạc về tình hình tại Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Georgia Meloni vào hôm 7 tháng 9 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky, nhấn mạnh rằng Ấn Độ và Trung Quốc có vai trò quan trọng trong việc giải quyết xung đột. Phát biểu trong một sự kiện vận động tranh cử ở Wisconsin, ông Trump cảnh báo sẽ áp thuế với các quốc gia dừng sử dụng đồng đô la Mỹ nếu ông đắc cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Cựu Tổng thống Trump tuyên bố bạn từ bỏ đồng đô la Mỹ và bạn sẽ dừng giao thương với Mỹ vì chúng tôi sẽ áp thuế 100% lên hàng hóa của các bạn. Tuyên bố này được đưa ra sau nhiều tháng ông Trump thảo luận với các cố vấn kinh tế của ông về các cách đối phó với các quốc gia dùng đồng tiền khác ngoài đô la Mỹ để giao thương. Bloomberg dẫn nguồn thạo tin nói rằng các phương án bao gồm kiểm soát xuất khẩu, áp phí thao túng tiền tệ và thuế quan. Ông Trump, người từ lâu đã ủng hộ các chính sách thương mại bảo hộ cho biết đồng đô la Mỹ đã bị bao vây nghiêm trọng trong 8 năm. Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nga và Nam Phi đã thảo luận về việc phi đô la hóa tại một hội nghị vào năm ngoái. Mặc dù sự thống trị của đồng đô la Mỹ đã giảm bớt trong những thập niên gần đây, đồng tiền của Mỹ vẫn chiếm 59% dự trữ ngoại hối chính thức trong quý đầu tiên năm 2024, trong khi đồng euro đứng thứ hai với gần 20% theo quỹ tiền tệ quốc tế. Cũng trong buổi vận động tranh cử ở bang Wisconsin, cựu Tổng thống Donald Trump kêu gọi sửa đổi tu chính án 25 trong hiến pháp Mỹ để có thể phế chuất phó Tổng thống nói dối và tham gia âm mưu che đậy năng lực yếu kém của Tổng thống. Ông Trump tuyên bố, nếu người này làm gì đó nhằm che giấu giúp Tổng thống Mỹ, đó là cơ sở để luận tội và bãi nhiệm ngay lập tức. Đây là nỗ lực mới nhất của ông Trump nhằm công kích Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử năm nay. Tu trình án 25 quy định các vấn đề liên quan đến quy trình kế nhiệm tổng thống và bãi nhiệm chức vụ này đều cần được phó tổng thống và phần lớn nội các ủng hộ. Tu chính án 25 không đề cập quy trình phế chuất phó tổng thống và việc sửa đổi hiến pháp cần được 3 phần tư tổng số bang phê chuẩn. Luận tội là quy trình riêng rẽ không cần sửa đổi hiến pháp, chỉ yêu cầu đa số nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ ủng hộ để thông qua điều khoản luận tội và 2 phần 3 số phiếu hậu thuẫn tại Thượng viện để kết tội. Ông Trump từng hai lần bị hạ viện luận tội khi còn tài nhiệm, sau nỗ lực này luôn bị chặn đứng tại thượng viện. Cập nhật những diễn biến nóng xoay quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, ứng cử viên tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 8 tháng 9 cho biết bà đã sẵn sàng đối mặt với đối thủ là ông Donald Trump trong cuộc tranh luận bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 9 tới. Theo một cuộc thăm dò toàn quốc do thời báo New York Times và CNN College thực hiện, ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ Đảng Dân chủ của ông về cơ bản đang ngang bằng nhau khi bước vào những tuần cuối cùng của cuộc bầu cử. Kết quả khảo sát công bố vào hôm 8 tháng 9 cho thấy ông Trump dẫn trước bà Harris 1% với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 48% và 47%, một sự tranh lệch nằm trong biên độ sai số 3 điểm phần trăm của cuộc khảo sát, nghĩa là chiến thắng cho bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 là hoàn toàn trong tầm tay. Cuộc thăm dò đáng chú ý cho thấy 28% cử tri tiềm năng cho biết họ cần thêm thông tin về ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, trong khi chỉ có 9% nói như vậy về ông Trump. Cuộc thăm dò cũng cho thấy cuộc tranh luận trong cuộc đua Tổng thống Mỹ vào hôm 10 tháng 9 có thể là thời điểm rất quan trọng đối với cả hai ứng viên. Bloomberg dẫn nguồn thảo tin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS vài tháng trước và quá trình gia nhập có thể được thảo luận trong tháng 10, thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh BRICS ở thành phố Kazan, Nga. Theo thông tin từ Bloomberg, động cơ cho quyết định của Ankara là nhằm củng cố ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ trên toàn cầu và xây dựng mối quan hệ mới ngoài các đồng minh phương Tây truyền thống. Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng việc gia nhập BRICS sẽ giúp nước này cải thiện quan hệ kinh tế với Nga và Trung Quốc và trở thành cầu nối thương mại giữa châu Á với Liên minh châu Âu-EU, cũng như trung tâm vận chuyển khí đốt từ Nga và Trung Á. Chính quyền Tổng thống Erdogan được cho là đang dịch chuyển trọng tâm chính trị ra khỏi các nền kinh tế phát triển, vun đắp quan hệ với tất cả các bên trong một thế giới đa phương, song vẫn cam kết hoàn thành trách nhiệm của một thành viên khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ông erdogan phát biểu hồi cuối tuần trước rằng thổ nhĩ kỳ có thể trở thành một quốc gia hùng mạnh thịnh vượng uy tín và hiệu quả nếu cải thiện đồng thời mối quan hệ với phương đông và phương tây ông erdogan cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ định hướng ngoại giao nào khác cũng không có lợi cho thổ nhĩ kỳ mà còn gây hại cho đất nước tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan vừa lên tiếng kêu gọi các quốc gia hồi giáo thành lập một liên minh nhằm chống lại israel Tuyên bố của ông Erdogan được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel bị tố sát hại người phụ nữ Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia biểu tình phản đối mở rộng khu định cư ở bờ Tây hiện đang bị Israel chiếm đóng. Ông Erdogan cho biết, cách duy nhất để ngăn cản sự ngạo mạn và chủ nghĩa bành trướng của Israel là thành lập một liên minh các nước Hồi giáo. Tel Aviv sẽ không dừng lại ở giải Gaza, họ có thể để mắt tới Liban hoặc Syria. Cũng theo Tổng thống Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách cải thiện quan hệ ngoại giao với Ai Cập và Syria nhằm hướng tới việc thành lập một mặt trận chống lại chủ nghĩa bành trướng ở Trung Đông. Về phía Israel, Ngoại trưởng Israel Kass đã phản bác quan điểm của ông Erdogan cho rằng chính Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mới là người tạo ra nhiều nguy cơ tại Trung Đông. Ông Kass cho hay Tổng thống Erdogan lại tiếp tục đẩy người dân Thổ Nhĩ Kỳ vào sự thù hằn. Tuyên bố về việc Israel muốn chinh phục các quốc gia Trung Đông là một lời nói dối nguy hiểm. Israel chỉ đang bảo vệ người dân khỏi những nguy cơ từ Hamas. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, theo thông tin từ lực lượng quân đội Israel, một tay súng vượt biên giới Jordani đã làm ba người Israel thiệt mạng trong một cuộc tấn công gần cửa khẩu biên giới Allenby Bridge trước khi lực lượng an ninh bắn hạ vào hôm 8 tháng 9. Đây là cuộc tấn công đầu tiên theo phương thức này xảy ra dọc biên giới với Jordani kể từ khi lực lượng Hamas tiến hành một cuộc tấn công vào miền nam Israel, trong ngòi cho cuộc chiến ở Gaza dẫn đến chiến tranh leo thang khắp khu vực. Vụ tấn công xảy ra tại một khu vực vận chuyển hàng hóa thương mại do Israel kiểm soát, nơi xe tải của Jordani dỡ hàng vào khu vực bờ tây. Lực lượng quân đội Israel cho biết, tay súng đã tiếp cận khu vực cầu Alamein Bridge từ phía Jordani trên một chiếc xe tải, bước ra khỏi xe và nổ súng vào lực lượng an ninh Israel đang hoạt động trên cầu, khiến ba người thiệt mạng. Đoàn video do MDA, dịch vụ xe cứu thương của Israel phát hành cho thấy nhiều xe cứu thương bên ngoài cửa khẩu biên giới và lực lượng quân đội có mặt tại hiện trường tay súng ngay sau đó đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt. Liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông, báo chí quốc tế dẫn các nguồn tin từ Liban cho biết, phong trào Hezbollah đã tấn công một số địa điểm quân sự ở miền bắc Israel và Cao nguyên Golan trong chiều mùng 8 tháng 9 theo giờ địa phương, khiến quân đội Israel đáp trả bằng những cuộc không kích, khiến ba thường dân bị thương. Hezbollah ra tuyên bố thừa nhận thực hiện các vụ việc nêu trên cho biết các chiến binh của lực lượng này đã tấn công khu vực Anzaura ở cao nguyên Golan bằng phương tiện bay không người lái UAV, nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không vòm sắt và những vị trí quân sự của Israel để trả đũa các cuộc tập kích trước đó của Tel Aviv và miền nam Liban. Hezbollah cũng xác nhận đã tiến hành cuộc tập kích bằng UAV và căn cứ hải quân Ras al nakura của Israel nhằm đắt trả vụ tấn công ngôi làng Fraun của Liban hôm 7 tháng 9, khiến ba nhân viên phòng vệ dân sự tử vong. Cũng trong ngày 8 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel cho biết cuộc tấn công được Hezbollah chia làm hai đợt. Đợt đầu diễn ra từ lúc 1 giờ sáng đến 2 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương và đã có khoảng 20 quả tên lửa được phóng. Sang đến lần tấn công thứ hai đã có khoảng 30 quả tên lửa được phóng liên tiếp vào lúc 5 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Israel cho hay hệ thống phòng thủ của nước này đã đánh chặn được nhiều tên lửa của Hezbollah. Truyền thông Syria đưa tin Israel đã thực hiện nhiều đợt không kích vào tỉnh Hama của Syria trong đêm 8 tháng 9 theo giờ địa phương, khiến ít nhất 4 dân thường thiệt mạng. Một số nguồn tin khu vực tiết lộ những cuộc tấn công này nhằm vào một trung tâm nghiên cứu quân sự lớn của Syria. Hãng thông tấn quốc gia Syria dẫn lời một quan chức y tế địa phương cho biết, ngoài số người thiệt mạng còn có 13 người bị thương, trong đó một số người ở trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa đi cấp cứu sau những đợt không kích ở khu vực lân cận thành phố Masiyaf thuộc tỉnh Hama trong khi đó theo tổ chức giám sát nhân quyền Syria, Israel đã tiến hành các vụ không kích nhằm vào một cơ sở nghiên cứu khoa học và một kho vũ khí ở Masiyab. Còn theo hai nguồn tin tình báo khu vực, một trung tâm nghiên cứu quân sự lớn phục vụ hoạt động sản xuất vũ khí hóa học nằm gần Masiyab đã bị tấn công nhiều lần. Đây được cho là cơ sở có sự hiện diện của một nhóm chuyên gia quân sự Iran tham gia hoạt động sản xuất vũ khí. Hai vụ hỏa hoạn đang được lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập tắt. Cuộc xung đột giữa phong trào Hamas và Israel tại giải Gaza đến nay đã bước sang tháng thứ 12, song dường như khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn, hoặc khả năng Hamas thả các con tin Israel để đổi lấy tù nhân Palestine bị Israel bắt giữ khá mong manh khi cả hai bên đều giữ vững lập trường của mình. Hiện lực lượng Hamas đang yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza. Về phía Israel, bất chấp sự phản đối của dư luận, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này phải ở lại hành lang Philadelphia, một giải đất quan trọng dọc biên giới Gaza Ai Cập. Theo lập luận của ông Benjamin Netanyahu, việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài tại Gaza chỉ có thể xảy ra nếu các bên liên quan đảm bảo rằng hành lang này sẽ không bao giờ được sử dụng làm con đường tiếp tế cho lực lượng Hamas. Vấn đề kiểm soát hành lang Philadelphia, giải đất hẹp dài 14,5 km, nằm dọc theo tuyến biên giới phía nam của giải Gaza với Ai Cập, đã trở thành điểm bất đồng chính trong tiến trình đàm phán ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas thời gian qua. Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns và Giám đốc Cơ quan Tình báo Anh MI6 Richard Murray trong một tuyên bố hôm 7 tháng 9 cho biết, họ đang làm việc không ngừng nghỉ, sử dụng một tuyên bố chung hiếm hoi để thúc đẩy việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Mặc dù khẳng định một thỏa thuận ngừng bắn đã gần kề, song theo ông William Burns, các bên liên quan vẫn chưa thống nhất được một số vấn đề chủ chốt. Tính đến nay, cuộc xung đột kéo dài dai dẳng ở Gaza đã khiến ít nhất 40.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 94.000 người bị thương. Trong khi đó, tại Israel, 1.205 người thiệt mạng chủ yếu là dân thường. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8 tháng 9 tuyên bố, nước này sẽ nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu của chiến dịch quân sự ở giải Gaza, phát biểu tại phiên họp thường kỳ của chính phủ israel thủ tướng netanyahu nhấn mạnh nhiệm vụ của giới chức nước này là cố gắng đạt được các mục tiêu của cuộc chiến bao gồm loại bỏ hamas mang tất cả các con tin trở về đảm bảo rằng gaza không bao giờ trở thành mối đe dọa đối với israel nữa cũng như đưa người dân ở miền bắc và miền nam trở về nhà một cách an toàn Ngày 8 tháng 9, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho biết, ứng cử viên đối lập tranh cử Tổng thống Venezuela Edmundo González Orutia đang trên đường tới Tây Ban Nha trên một máy bay quân sự. Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Albares thông báo, theo yêu cầu, ông Edmundo González sẽ bay tới Tây Ban Nha trên một chiếc máy bay của không quân Tây Ban Nha. Trước đó cùng ngày, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cũng thông báo, ông Edmundo González đã rời khỏi đất nước. Trong một bài đăng trên Instagram, bà Rodriguez cho hay ông Gonzalez đã rời khỏi Đại sứ quán Tây Ban Nha, nơi ông đang xin tị nạn và rời khỏi Venezuela. Hôm 2 tháng 9, Tòa án Venezuela ban hành lệnh bắt giữ ông Edmundo González với cáo buộc ông này có âm mưu tiếm quyền, làm giả tài liệu công, kích động chống pháp luật và âm mưu chống lại nhà nước Venezuela. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!